Dạ, con xin kính chào bác Nguyễn Nhân. Con tên là Nguyễn Thị Thêu, cư ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hôm nay con tới đây con xin phép được hỏi bác 7 câu hỏi. Con mong bác giải đáp giúp con ạ. Rồi, câu hỏi đi. Thưa bác, câu thứ nhất con muốn hỏi là người tu pháp môn Thiền Tông mà không tìm hiểu rõ pháp môn Thiền Tông mà nhào vô tu liền thì kết quả sẽ như thế nào ạ? Tu mà không tìm hiểu mà nhào vô tu liền thì chắc chắn là tu sai 100%, không cách nào. Vì cái Thiền Tông nó rất đặc biệt, gọi là cái Thiền Tông khoa học. Nếu mà con mà dùng cái tánh của con người bình thường vô thì chắc chắn sai. Vì nó là khoa học mà. Con muốn tìm hiểu được nó thì con hiểu khoa học thì mới tu Thiền Tông được. Còn con không hiểu khoa học mà tu Thiền Tông thì chắc chắn bị sai. Nhưng mà nên một điều, tu Thiền Tông rất nguy hiểm, nói cho con biết. Tất cả tu đạo vật lý rất dễ, nhưng mà tu Thiền Tông sai một cái là chết. Tu Thiền Tông giống như đi máy bay vậy. Thí dụ con tu mà con muốn giải thoát mà con không giải thoát đi đâu? Đi xuống hầm lửa lớn. Tu Thiền Tông rất nguy hiểm ở chỗ này. Còn tu vật lý là giống như đi đường bộ, hoặc nó có té lúng sình rồi thôi, không chết đâu. Nó phải nguy hiểm, phải hiểu cái Thiền Tông này. Bởi vì tại sao Đức Phật không cho dạy thời ông còn sống, mà ông phải đợi mấy 2561 năm sau mới cho công bố ra. Vì cái thời đó nó không ai tin. Chính cái thời văn minh rồi mà nói ta còn không tin thì ta hỏi con chứ làm sao nó dễ được. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Con xin phép được hỏi câu hỏi thứ hai là thưa bác, là tại sao những người tu theo pháp môn Thiền Tông mà sai ấy, thì là cái lý do gì mà người ta lại tu sai, mà rất nhiều người là tu sai ạ? Bây giờ tu Thiền Tông á, bởi vì con người nó có 16 thứ tánh, mà cái tánh kiến chấp, sử dụng kiến chấp nhau thì chắc chắn tu Thiền Tông bị sai. Bởi vì 16 cái thứ tánh người này nè, nó có cái 4 thứ đặc biệt. Cái tưởng tu Thiền Tông mà con mang cái tưởng vô là chắc chắn 100% sai. Thứ hai, tham thì bị ông thánh dẫn con đi liền á, là bắt buộc phải sai. Ác, muốn cái gì cũng lấy lại cho mình thì cũng bị mấy ông thánh dụ mình á. Mà đặc biệt cái kiến chấp, tu rồi mình không hiểu mà mình kiến chấp tới mình hiểu này hiểu kia thì chắc chắn 100% phải sai thôi. Bởi vì người ta nói tu Thiền Tông, nếu muốn tu Thiền Tông phải bằng trí tuệ sáng suốt, còn không đừng tu. Tu Thiền Tông mà mang quả, giống như tôi nói là giống như đi máy bay. Bây giờ con đi không tới nơi thì sao? Điểm A qua điểm B mà không tới thì sao đây? Thấy không? Nó rất nguy hiểm ở chỗ này. Thà đừng có tu. Thiền Tông bây giờ ông Phật khuyên là đừng có tu. Đừng có tu gì hết trời trơn. Muốn về Phật giới tạo công đức, trong sáng về, đừng tu. Thiền Tông tuyệt đối đừng có tu. Vì thế mà trong 36 vị tổ Thiền Tông có cái ông tổ Lục Tổ Huệ Năng, ông có nói câu nào mày ngồi thiền mày điên đó. Không? Lục Tổ Huệ Năng nói rõ ràng, ông nào ngồi thiền lấy cây ông đập, ngồi thiền là điên, không có cho ngồi. Rồi người ta lúc sau người ta không hiểu, chứ sự thật á, ngồi thiền là điên, đúng rồi. Ngồi thiền là để mơ mộng thấy này thấy kia gì, cô hồn nhào vô dẫn mình đi. Là mình không điên lại gì nữa. Đó, nguyên tắc đó, Thiền Tông rất cực kỳ khó. Thành ra khuyên không ai nên tu Thiền Tông. Mà muốn tìm hiểu cho kỹ, thực hiện được thì thực, không được thì thôi, đừng tu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ vâng bác, con xin phép được hỏi câu hỏi thứ ba. Là những cái người mà tu Thiền Tông ấy, mà tu sai ấy, thì khi người ta chết đi thì người ta sẽ đi về đâu ạ, thưa bác? Này, tiểu, nó đúng là nó có 3 cái cuồng đi. Tu Thiền Tông mà tu sai nó có 3 đường đi, nhưng mà đều nặng hay nhẹ nữa. Thí dụ mình tu Thiền Tông sai là cái gì? Là kiến chấp. Mình muốn dẹp cái này. Cái hầm lửa lớn đó nó dẫn, nó, mình phải đi vào cái thế giới đó đó. Còn tu Thiền Tông mà mình lợi dụng Thiền Tông để mình lừa người ta đó, địa ngục nó kêu mình đó. Còn tu Thiền Tông mà mình bắt người ta làm này làm kia đó, thì chết làm qua báo để trả nợ lại. Thiền Tông nó có 3 đường đặc biệt này. Còn mấy đường nhỏ tôi không nói. Đây là 3 con đường lớn của Thiền Tông. Nếu tu sai. Bởi vì tôi nói tu Thiền Tông rất nguy hiểm. Đừng nên ai tu hết.
Mà cái này vì thế không phải là cái thiền tông nói, là mà ông Phật, chính ông Phật cũng nói đừng có tu. Bây giờ đó, một vị toàn năng toàn giác mà thành đạo ở thế giới này dẫn người ta về Phật giới, mấy ông thần không, ông thánh chúa thế giới không cho. Trái đất này là của tôi quản lý, ông có thành gì thì chuyện của ông về đi. Ông nói tôi không được, tôi thành Phật thì bắt buộc tôi phải tiếm trong số thế giới này, tôi phải đem một số người về. Hai người tranh luận nhau gì, sau cùng ông thánh chúa thế giới cho Thích Ca mang về 5 người thôi, một lần cho 5 người thôi. Ông Thích Ca phải đồng ý chứ không phải dễ đâu. Bây giờ nếu mà bây giờ ông thánh chúa mà ông nói ra, ông Thích Ca hết hồn luôn á. Mà vì ông Thích Ca hết hồn là vì ông Thích Ca đã từng ở trong này đã mấy 8 tỷ năm, ông hiểu hết cái thế giới này rồi. Thì ông thánh chúa nói đúng tim đen ông Thích Ca thì ông Thích Ca thôi đồng ý rồi. Ai đúng thì tôi cũng mời về, còn không đúng thôi. Chứ bây giờ ổng kéo con về mà con không chịu về sao? Con mê ở đây rồi sao? Đó, thành ông thánh chúa ông nói là khi nào mà người ta thích về thì tôi cho ông cơ mang về. Mà làm đúng y à, chứ không phải là vô đây rồi làm tầm bậy tầm bạ mang về không được. Về mà không có chút xíu công đức mà về làm gì? Thấy không? Thế giới Phật là ta sử dụng công đức để mang một kim thân Phật, mà ông về đó mà không có công đức này mang cái gì, không cho về. Thì ông nói cũng có lý chứ phải không? Vì thế mà tất cả những người về Phật giới phải có công đức. Còn mà công đức trong sáng à, còn công đức mờ mờ thôi ông nó dẹp đi, ở lại đi. Công đức mờ mờ thì ở đây đi theo cái quy luật nhân quả luân hồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng thưa bác, bác cho con hỏi rõ thêm một ý là khi mà mình tu cái pháp môn thiền tông ấy thì mình không tạo phước đức và cũng không tạo ác đức, thì trong cái trường hợp đó, trường hợp mà mình không về Phật giới được ấy, thì mình tại sao, lý do gì mà mình không thể quay về dòng tộc được mà mình lại chỉ có con đường là đi theo thánh thôi ạ? Bây giờ con nên nhớ nè, trên trái đất này nè, con tu bất cứ đạo nào, con tu là tuyên chiến với ma dương. Tu để được cái gì? Thí dụ con tu lên trời là con phải lên đó. Còn tu không lên được là gì? Là còn ở đây con lừa người ta thì nhân quả ông thần ông quật con liền. Không phải đạo Phật không, bất cứ đạo nào, thí dụ con tu để lên nước cực lạc mà con không lên được, tại con lợi dụng cái đạo để con tu, con lừa người ta. Thấy không? Thì theo nhân quả ông thần thực thi nhân quả là không cho, không có đi lên được cực lạc được. Thì con phải ở đây làm cái gì đó, trong này nó có mấy loại nè, một là địa ngục nè, hai là hoa báo nè, thấy không, thế gian này. Còn nếu mà con triệt phá này thì xuống cái hầm lửa lớn, Trung Quốc nó gọi là quả ngục á. Không phải là thiền tông không, thiền tông cũng vậy, thiền tông mà con tu để về Phật giới, con tu về không bao giờ Phật giới là gì, con lợi dụng cái đạo này con lừa người ta, theo nhân quả nó hoặc con liền. Bây giờ đưa thí dụ về con sẽ hiểu nè. Bây giờ con đi du lịch nước Lào đó, tháng hai tháng con về mà con không đi qua bển được con làm sao? Con đi lừa người ta, nó tha không, luật pháp nó tha con, làm sao con về Phật giới được? Thì con phải về cái nơi nào mà con lừa. Bởi vì tu mà không đạt được mục đích thì không trở về dòng tộc được. Còn con muốn trở về dòng tộc thì phải về nè, tu sao cũng được. Ví dụ tu theo đạo Phật đi, vô chùa gõ mõ tụng kinh hoài, sáng gõ chiều gõ hoài, đừng có lấy ai đồng nào hết á. Chết về dòng tộc, thành ra tu tiếp. Vì thế mà trong đạo Phật có nói cái câu là tu 3 lần vô số kiếp cũng chưa thành Phật, là tu cái kiểu này nè. Cái vô chùa gõ mõ tụng kinh hoài, ngủ mệt về, làm ăn tiếp rồi tu tiếp cứ vậy, đừng có lấy người ta. Bởi thế gian này giống như con mở cái trường học, con dạy chữ mà con không biết, không có dạy chữ nào hết rồi ra đây mới đi học trò nó đi dí con liền, phải không? Thế gian này nếu đã tuyên chiến tu bất cứ đạo nào thì phải đến mục đích, còn không đến mục đích là lợi dụng đạo lừa người ta thì đi nhân quả. Mà trong thế gian gọi đi ở tù thì làm sao về nhà được,
Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con xin phép được hỏi câu hỏi thứ tư ạ. Thưa bác, những người tu Thiền Tông ấy, vì lý do gì mà 100 người tu theo cái pháp môn Thiền Tông thì chỉ 5 người được giải thoát, còn lại thì 95 người không giải thoát, vì thế thì 95 người này sẽ đi về đâu ạ? Bây giờ 5 người giải thoát, còn 95 người thì đi theo cái nghiệp người ta. Ví dụ con tu mà con không giải thoát, bây giờ tu không giải thoát mà con cứ mở ra rồi con đi lừa người ta lấy tiền này kia nọ lấy, thì con đi làm qua báo con trả nợ người ta. Còn con bày đặt cúng này cúng kia là gì, lừa người ta thì con xuống địa ngục con ở. Làm sao là đã không giải thoát thì phải đi hai con đường này, một là qua báo trả nợ, hai xuống địa ngục để bị trừng phạt. Nó đã tu thì phải đạt mục đích, còn không đạt mục đích đừng tu. Bởi vì cái Thiền Tông ra đời nói cái này để mà nói cho người dân Việt Nam mình biết rằng liệu tu được thì tu không được thì thôi, đừng có đi lừa người ta. Mang danh ông thầy đi lừa người ta là coi chừng. Giống như bây giờ nè, con làm ăn, con làm ăn cứ đi lừa này lừa kia sao? Luật pháp có tha con không? Thấy không? Nguyên tắc thế giới này con làm cái gì phải cho đạt mục đích, con không đạt mục đích đừng làm. Mà con làm thì là cái gì? Con đi lừa là chết. Đó, nguyên tắc thế giới này. Bởi vì Thiền Tông ra đời nó giải thích cái nhân quả rất rõ ràng chứ không phải mơ hồ. Không có cầu khẩn ai hết nha. Nhớ là trái đất này không cầu khẩn ai được. Bây giờ con, thí dụ bây giờ con suy nghĩ con đi lừa người ta rồi tòa kêu con 5 năm rồi cái ông cảnh sát, ông cộng tài, ông vô khám mà cầu ổng được, không có được, ổng đâu có được. Muốn đấy thì trước khi đừng phạm tội, đừng làm thì không tội, tại mình làm mình tội. Không có cầu, thế giới này không có cầu ai được. Nhân quả vật lý không có thoát được. Nhân quả vật lý âm dương không thoát được cái quy luật này đâu. Vì thế mà Thiền Tông ra đời để nó cắt nghĩa rõ ràng hết, chứ không phải nó chống đối ai hoặc nó bác ai, mà tao giải thích cho biết rằng người Việt Nam muốn thành người Việt Nam trí tuệ thì đừng có lừa người ta. Mình lừa người ta là không có trí tuệ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, cho con được hỏi rõ thêm cái ý này ạ. Tức là cái người tu Thiền Tông ấy bác, trường hợp mà người ta cũng không có lừa ai để mà làm hoa báo này, hoặc không có triệt phá Thiền Tông để đọa vào hầm 10 tỷ này, rồi là hoặc là không có tạo phước đức để đi hưởng phước này, hoặc là không có tạo ác đức để bị đọa cảnh giới xấu ấy, thì trừ tất cả những cái trường hợp đấy ra mà người ta không có đủ công đức để về Phật giới được, không giải thoát được, thì trường hợp đó thì người ta sẽ đi về đâu ạ? Ở dòng tộc làm vợ chồng con cái làm tiếp. Ở trong thế giới này nè, thế giới này nếu mà không bị nhân quả phải vô loài thánh nó sống, loài cô hồn mới sống nên mới không bị nhân quả. Còn ở thế gian bất cứ nghề gì cũng bị nhân quả hết, thấy không? Còn ở gia đình thì nhân quả của gia đình có nghĩa là vợ chồng con cái nhau là trả nhân quả cái nội bộ của mình đó. Còn đi ra tu rồi là trả nhân quả của tam giới. Mình phải hiểu cái chỗ này. Còn gia đình nó trả nhân quả của nội bộ, thấy không? Giống như mà còn nếu mà đi thứ tu cao quá, tu mà tu về Phật giới là loại là tu cao, tu siêu đẳng, không về được Phật giới là đi sâu đó. Cái thế gian này nó trừng trị con người cao nhất là tầng địa ngục thứ 18 thôi. Mà tu Thiền Tông đặc biệt, nó đi qua tầng 19, còn vi phạm nó qua tầng 19 nó sống. Tầng 19 là nó nằm trong trái đất, chỗ nào trái đất bể ra thì con mới ra được. Nghe không? Vì thế mà nói là cái Thiền Tông Đức Phật bảo đừng có tu, liệu tu được thì tu được, đừng có rớ vô. Vì sao? Ông dạy cho thời văn minh cao mới nói được cái này, chứ văn minh thấp cũng không được. Nói xin lỗi, 100 năm trước văn minh, bây giờ văn minh nó lên, bắt đầu nên văn minh khi một vị Phật ra đời là tiền văn minh. Bởi vì ông nói về không gian mà, nhưng mà thời đó người ta không chịu. Thì tới bây giờ tới 2561 năm bắt đầu con người đi vào văn minh siêu tốc, thì cái Thiền Tông này mới công bố ra được, để cho người văn minh siêu tốc này họ nghe nè. Thấy không? Có ai có hiểu cái bây giờ này, vừa rồi phát lên mạng mà cái bài quyển giáo lý mà bài số 24
nói về cái cứu trái đất này, cứu loài người, cái bài 24 đó. Mà bài đó rất dễ, nếu mà loài người mà áp dụng được cái bài này thì trái đất nó sẽ yên bình liền. Thấy không? Nhưng mà không biết đâu, người ta không chịu nghe đâu, ta chấp á, người ta tưởng, ta xem thường cái này. Chứ thực cái bài 24 của giáo lý, nó là cứu nhân loại và cứu trái đất. Cái bài đó rất hay. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cho con hỏi thêm một ý nữa về cái trường hợp mà không giải thoát được ấy thầy. Nếu như mà không giải thoát được thì cái trường hợp nào thì sẽ phải đi theo thánh ạ? Bây giờ nè, tu không giải thoát thì con có công đức con mới về giải thoát. Con có phước đức lên trời, con có phước đức âm ở trái đất làm người giàu sang. Muốn theo thánh đi lừa người ta, giành giật trái đất này rồi đi theo thánh. Thánh là cái hồn các đảng. Mình đi giành giật thì phải vô về loài thánh. Đi vô loài thánh nó không bị nhân quả, nó không sợ. Vì thế mà hiện hình bướng biến tướng rồi nói trời nó đất, nó đâu có ai thực thi nhân quả đó. Ông thần còn phải sợ nó mà. Thực thi nhân quả là ai? Là ông thần, giống như trái đất này. Ông cảnh sát bắt mình vô khám chứ, mà bây giờ ông cảnh sát không bắt được thì làm sao? Đâu với dân thua gì. Vì thế mà cái nhân quả mà nếu ông thần không thực thi được thì chỉ vô ông thánh thôi. Ông thánh ông nhiều cái thủ đoạn lắm. Ông không, thần không là thực thi nhân quả được. Muốn không làm thánh, đừng có đi giật người ta, đừng có giành người ta. Thấy không? Bởi vì thế thì vì thế mà tại sao mà loài thánh là thích cúng. Ông thích ăn, thích giành của người ta. Sự thần không cúng mà, thần hoàn toàn không cúng ai thôi. Thần giống như nhân viên nhà nước làm lãnh lương chứ không lấy tiền của ai đó. Chuyện của người ta làm thế. Phải hiểu nguyên tắc này, do giành giật là đi vô loài thánh. Thấy không? Còn nếu mà con mà làm phước lên trời, phước âm ở trái đất này, còn làm ác xuống địa ngục mà, nguyên tắc nó vậy thôi. Còn con lừa gạt người ta đó thì trả nhân quả bằng qua báo, hoặc là con làm cái gì đầu thai lại con làm bất cứ gì để mà trả nợ cho người ta, bắt buộc con phải ở trong cái thế giới này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vâng, con cảm ơn bác. Con xin phép được hỏi câu hỏi thứ 5 là thưa bác, những cái người mà muốn tiếp nối dòng thiền tông ấy thì những người đó phải có tiêu chuẩn như thế nào thì mới được tiếp nối dòng thiền tông ạ? Nói tiếp dòng thiền tông thì đã nói rồi, phải có tâm tài lực. Tâm là cái gì? Tâm sáng. Cái gì sáng? Kiến tánh mới sáng được nha, chứ không phải kiến tánh người mà sáng được đâu. Tài là cái gì? Có đủ sức tiền tài và có đủ sức xin phép để mà hoạt động cái này không? Nó tâm tài lực. Còn cái lực là sao? Có thể chịu nổi sự công kích của người ta không? Mới vô đầu chỉ tâm là phải kiến tánh đó. Còn phải kiến tánh là sáng đó. Bởi vì Đông Kinh nói là minh tâm kiến tánh Như Lai. Cái tâm mình nó sáng thì thấy bằng cái tánh của Như Lai là cái tánh Phật đó, thì mới gọi là tâm, minh tâm. Còn nếu mà con không có, mới vô đầu cái này con khựng là thì mấy cái kia mới không làm nổi đâu. Thấy không? Mà thiền tông mà nếu mà đã công bố ra rồi mà bắt đầu con nhào đi theo nó là phải đi, giống như con gửi con cọp vậy. Con đã treo lưng cọp rồi thì con phải theo nó, con xuống coi chừng nó cắn con đó. Vô thiền tông nó vậy đó chứ không phải đơn giản đâu. Chứ không phải nghe thiền tông dễ nhận. Thà là nương theo thiền tông tạo công đức về tốt nhất. Nhớ là nương thiền tông tạo công đức về, không làm gì hết là tốt nhất, là trung thực nhất. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép được hỏi câu hỏi thứ 6 ạ. Thưa bác, thế nào là tưởng đúng và thế nào là tưởng sai ạ? Theo con hiểu ấy thì tưởng đúng có nghĩa là tưởng là mình tưởng để mình làm những cái việc để tạo công đức để giúp mình về Phật giới thì gọi là tưởng đúng. Thế còn ngoài ra những cái việc mà không giúp mình tạo công đức để giúp mình trở về Phật giới ấy, thì là toàn bộ còn lại là tưởng sai. Thì con hiểu như vậy có đúng không ạ? Cái tưởng là, thí dụ cái tưởng không đúng sai vậy đó. Thí dụ con tưởng con muốn đi Sài Gòn thì con đi Sài Gòn. Con muốn tưởng đi ra tắm biển thì tắm biển. Tùy theo cái tưởng con muốn đi đâu chứ đâu phải mình tưởng đúng đường sai. Nhưng mà có cái tưởng này nè,
Ví dụ con đang tu thiền tông giải thoát mà con làm này, con tưởng làm này kia là làm sai, sai cái chỗ này này, con chết là chết cái chỗ sai này này. Giải thoát không có làm gì hết, không có tưởng không làm gì, cứ nghe học công bố ra rồi con tạo công đức để con về, có vậy thôi. Trong này không sai, cái tưởng để xài cho người thế gian này, kể cả thì giải thoát không tưởng luôn. Bởi vì người ta ấn định cái tạo công đức như thế nào ta tạo ra. Bây giờ con cứ làm đúng y người ta thôi, đừng tưởng. Tưởng làm này, tưởng tôi làm này làm kia để tôi tạo công đức là chết. Tưởng là chết. Nghe không? Thế giới gì? Do bởi con người ta là vì cái tưởng mà nó dẫn con đi, không cách nào trở lại dòng tộc được, trở lại họ tộc được. Thấy không? Đừng tưởng, tu thiền tông đừng có tưởng, dẹp đi. Thấy không? Đã nó ấn định cái quy định rồi, hồi đó không hiểu, bây giờ ông Phật ông nói là muốn tạo công đức thì làm theo cái lời của Đức của Như Lai dạy, về. Đừng tưởng, tưởng xài, tưởng là gì? Con vừa tưởng là xung quanh mấy ông thánh dẫn con đi. Đó, đâu phải mà con tưởng là con đi được, con tưởng mà con đi là ông thánh dẫn con. Chứ không phải đâu, mà ông thánh dẫn thì nên nhớ là 100 phần rủi chứ không có phần mai nào hết trơn. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác thì con lại nghĩ này, tức là con hiểu ấy là bây giờ con muốn tạo công đức ấy thì con phải suy nghĩ là con nên gặp ai, gặp cái người nào mà mình có thể chia sẻ được cái pháp môn này và mình tặng sách cho người ta. Tức là mình nghĩ mình tạo những cái phương pháp làm cái cách nào phù hợp nhất để mình tạo công đức ấy, thì con nghĩ cái đó là cái suy nghĩ của mình đấy, và sau đó mình hành động theo cái suy nghĩ của mình, tức là cái tưởng của mình. Thì con nghĩ cái là mình làm công đức thì mình phải xuất phát từ cái tưởng, có đúng không ạ? Để nghĩ là tưởng, mà giờ công đức ta nói sao? Ta nói cái công thức cho mình tạo công đức rồi. Giờ thiền tông nó ra đời muốn giúp cho người đó có kinh sách gì đó đưa cho người ta xem, đưa coi, không nói à. Ví dụ người ta được thì con kêu bằng nó âm thầm nó chuyển cái công đức về cho con thôi, đừng có nói vậy đấy. Đừng có khoe, đừng có nói. Con chỉ bổn phận quăng cho 10 người này nghe, một người nghe được thì con có công đức rồi, còn mấy người kia đều không được cậy đó. Đừng có tưởng, cứ dính vô cái tưởng là con sẽ làm tầm bậy. Dính vô một cái tưởng rồi con làm lớn hơn nữa là nó sai liền, thấy không? Tất cả những cái gì bây giờ hiện giờ nè, thứ nhất con làm giúp người ta làm sao mà ta hiểu cái này. Con có công đức giúp làm sao ta được trở về Phật giới là con có đức vô lượng, có vậy thôi. Có hai cái món thôi, đừng có tưởng. Vì đã thiền tông đã sắp đặt hết rồi, nó lên cái lập trình rồi mà phải theo cái lập trình mà làm, chứ đừng có tưởng. Tưởng là sai. Thấy không? Tưởng bởi vì nhờ cái suy nghĩ. Suy nghĩ là gì? Ông Phật nói là tâm viên ý mã. Cái tâm mình nó đi con dưỡng ý con. Tâm viên là giống như con dưỡng ý, như con ngựa nó chạy tùm lum ta la, không có tưởng được. Đừng có sử dụng này, đừng có sử dụng cái này, thấy không? Bây giờ người ta đã lên cái lập trình cho tạo công đức, con cứ theo đó mà làm, bấm ấm nút xài, đừng có tưởng, đút vô tưởng là sai. Bây giờ con suy nghĩ 10 người, 100 người tưởng hoàn toàn sai hết, mà giờ con không dám nói người ta sai nữa. Nhưng mà bây giờ thì có hỏi tu, ví dụ con muốn tạo công đức rồi, bây giờ hỏi con chứ làm sao mấy? Bây giờ coi cái lập trình của cái thiền tông, cách nó dạy công đức. Con nghiên cứu hai cái này thôi, không có tưởng, nghiên cứu hai cái này con áp dụng cho người ta. Thấy không? Tuyệt đối đừng có tưởng. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con hiểu, con cảm ơn bác. Câu hỏi cuối cùng của con là mình có thể thay đổi nhân quả được không? Nếu như thay đổi được thì bằng cách nào ạ? Bây giờ con suy nghĩ nè, lửa nó cháy nó nóng quá, ngàn độ, con cái lật, con đổi nó nổi không? Đừng có xài với nó, nhân quả đừng có rỡ tới nó. Thấy đất này suy nghĩ hành động là bị nhân quả rồi, không có thay đổi được cái gì đấy. Đã ta nói vô trong cái dòng bão rồi thì phải làm ơn, muốn đi ra thì phải bò đi ra, chứ không phải ngồi đó mà dùng cách mà che cái bão không được, thấy không? Dùng cách che bão được chứ vậy, ví dụ con đóng cái thùng con chui vô đóng á, ở trong đó nó không có bão, chứ sự thật bên ngoài nó có bão. Là cái này ông Phật ông nói thành A-la-hán là cái chỗ này nè. Con vào trong thanh tịnh tự con làm ra gọi là thanh tịnh quá thành đó. Nhưng mà con đi ra nó bị cái bão liền. Thì ở trong thế giới vật lý này con làm cái gì nó không phải theo quy luật vật lý, không cách nào có thoát được hết. Vì thiền tông nó giải thích được cái này. Nhưng mà tôi nói thiệt, thiền tông mà nó ra đời đúng nghĩa là giáo lý mà ra được thì không ai tu hết rồi đó.
nó nói rõ trắng như ban ngày ai tu. Thấy không? Mà duy nhất chỉ còn cái Thiền Tông tạo công đức thôi. Chứ hoàn toàn nếu mà Thiền Tông giáo lý mà ra rồi, không ai tu hết. Làm sao? Đã tu bị nhân quả, nó thiệt là thế giới tu, ở thế đất này mà tu là bị nhân quả, con dám tu không? Nó biết vậy. Bởi vì ở ngoài đường, ở cổ nhân người ta nói, mày có chạy đâu mà không khỏi nắng đó. Chạy đâu không phải nắng, mày sợ nắng mà chạy vô nhà chút chứ mày cũng phải ra ngoài, chứ đâu ở trong nhà hoài được đâu, phải không? Chạy đâu cũng không khỏi nắng. Vì thế giới này anh tu là anh bị nhân quả, anh không có làm cái gì được hết trơn. Anh làm sao anh muốn về Phật giới thì anh phải tìm cái, người ta có cái lập trình, bắt trước cái lập trình này đi, đưa đi, đưa cho người ta về. Con làm bằng phương tiện gì con giúp người ta hiểu cái này, con làm bằng người ta về Phật giới thì có công đức nhiều hơn. Còn ta hiểu cái này, ta không mê tín, chính không mê tín con có công đức rồi đó. Bắt đầu con có 1 đồng rồi đó, rồi từ từ lên 10 đồng, 20 đồng, 1 triệu, 1 tỷ, nó sẽ đi lên cái lập trình đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, thì trong một cái buổi giải đáp ấy, thì con có nghe bác nói là thánh có thể là làm thay đổi nhân quả được, và bác lấy một cái ví dụ là trường hợp như là mình có thể bị tai nạn á, nhưng mà mình cầu xin thánh thì thánh có thể giúp mình được thoát khỏi cái tai nạn đó, và có nghĩa là thánh có thể làm thay đổi nhân quả được ấy, thì con muốn hỏi lại bác cái này ạ. Bây giờ này tôi nói cho con nghe, trên đất này là ai quản lý? Thánh quản lý, thánh thần, thần thực thi nhân quả, thánh quản lý về cái nghiệp này nè. Bây giờ nên nhớ một điều là con giúp nhờ thánh được dưới điều kiện ở trong thế gian này thôi, chứ còn thoát thánh không thoát ra được, thánh không biết cái đường đi ra. Để gì thì bà trong kinh nó nói một câu nè: Phật cao 10 trượng, thánh cao 9 trượng. Có nghĩa là ông gần bằng ông Phật luôn, mà ông chỉ thua ông Phật con đường về Phật giới thôi. Chứ Phật lớn là thánh lớn lắm, chứ phải nhỏ, gọi là thánh chúa thế giới mà, chứ đâu phải nhỏ đâu. Nhưng mà ông thánh thua ông Phật một đường là không biết đường về Phật giới, thua có một đường thôi, thấy không? 10 phần ông thua 1 phần. Ông vẫn có cái thiên nhãn luôn, ông Phật cũng có thiên nhãn ông thôi, nhưng mà ông Phật có Phật nhãn, ông có cái này, ông thua cái Phật nhãn của ông toàn năng toàn giác thôi. Đó, thì ổng có thể giúp con được, nhưng mà cái nhân quả không thoát được. Muốn giúp ổng được, con mà muốn mà ông thánh giúp con trọn vẹn thì con phải nhập thánh, nhập dòng thánh đó, thì ổng mới giúp con. Còn ở ngoài con không nhập dòng thánh là ông thần giật con liền, thần thực thi nhân quả con liền. Đó, con hiểu, thánh thì giúp con được, nhưng mà trong thế gian này. Còn với điều kiện mà không luân hồi theo ổng hoài thì ổng bỏ ông thần qua ông thánh tu. Vì thế bác thường nói là tu thánh không giải thoát được, mà tu thần giải thoát được là thần con nghiêm chỉnh chấp hành theo quy luật nhân quả là phải theo ông thần. Khi con đầy đủ công đức thì ông thần cho con về, ông thánh cho về, ông thánh bắt con ở lại đây. Phải hiểu cái thế giới này nó là vậy đó, nghe không? Có nghĩa là thánh giúp con được dưới điều kiện là con phải cầu xin ổng, nhưng mà không giải thoát được. Cầu thì thánh vô cầu xin đạt càng nhiều thì cái chỉ số đi về ổng càng nhiều, lệ thuộc cũng càng nhiều. Người ở thế gian mà người ta giúp con được gì 1 phần, cái mai mốt giúp nữa, mốt giúp nữa là gì? Sau cùng đây con phải lệ thuộc người ta, không có cách nào. Thế gian này nó là vậy, không cách nào thoát được cái quy luật này hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng, con xin phép hết câu hỏi ạ. Con cảm ơn bác nhiều, con xin kính chúc sức khỏe bác ạ. Dạ, ơn hết ạ. Rồi, cảm ơn con hỏi.